Ok. Sau đây là buổi review iPhone 3G. Câu hỏi đó là đầu tiên mình cầm trên tay chiếc iPhone 3G màu trắng, có thể nói là đầu tiên của Việt Nam. Này các bạn xem đây, màu trắng rất là hấp dẫn. Điểm đầu tiên mình phát hiện ra đó là cái mặt sau lưng nó là bằng nhựa chứ không phải bằng sắt như là iPhone đời cũ, và nhìn nó mượt hơn nhiều. Và cái mình thích nữa là cái thiết kế của cái loa phía sau, các bạn thấy loa và microphone, và mình có hai cái con vít nhỏ để mà mở cái nắp ra chứ không có cạnh như là iPhone đời trước nữa. Và điểm khác biệt nữa là cái nút tăng giảm volume cũng như cái nút tắt rung mở rung thì bây giờ sẽ là được xi bằng inox hoặc là bằng kim loại chứ không phải là màu đen như là iPhone đời trước. Và các bạn thấy một điểm nữa là cái màng của tai nghe thì cái iPhone cũ đó là một cái miếng vải và cái này là một cái lớp lưới bằng inox rất là mịn. Rồi đây là điều mà rất là nhiều người mong đợi. Tức là ngày xưa với iPhone đời cũ thì bạn chỉ dùng được với những cái chắc là thiết kế đặc biệt để cắm vào cái lỗ của nó để hạn chế. Còn đối với lại cái iPhone 3G thì bất cứ một cái nhắc nào mà tiêu chuẩn 3 đi nó mới cắm vào là đẹp và cả xịn được. Bây giờ mình trong cái hộp iPhone trong hộp iPhone 3G có bán kèm theo một cái thiết bị gọi là cái thiết bị để lấy cái sim ra. iPhone cũ thì không có điều này. Đây, yeah. Em khai sim, khai sim mới cũng khác lại. Khác cho mình mượn cái khai sim cũ nào. Em cúp luôn. Sim thì là một nhau. Giờ nghe luôn. Đây là sim chụp 3G. Nhưng mà cảm giác đầu tiên cầm trên tay là dễ chịu hơn so với iPhone đời đầu. Những cảm giác nó bám tay mình hơn. Tuy là thực chất là kích thước thì iPhone 3G dày hơn iPhone cũ, nhưng mà cầm lên thì cảm thấy nó mỏng hơn bởi vì cái vùng biên của nó mỏng hơn và bo tốt hơn. Quay che điện nam. Rồi, cái điều mà mình phát hiện ra khác biệt duy nhất ở cái iPhone 3G và iPhone thường là cục kiện của nó là cục sạc thôi. Còn phần còn lại là giống nhau như thế. Thôi nhận 2 phút rưỡi cho cái này, cái nắp này khác nhau rồi. Nhận 2 phút rưỡi cho cái này đi. Để phát hiện nhé. Mặt trước thì khó phát hiện đây, không có số seri. Điều khác biệt là iPhone 3G không có số seri. Người ta bảo rằng là cầm trên cái iPhone 3G sẽ rất là dễ thấy cái vết vân tay, nhưng mà thì không thấy lắm, có thể là do cái màn cái màu trắng. Hình như 3G chậm hơn tí. Cái nhìn hình sẽ chậm hơn. 3G chậm hơn. Vô bao không? Bao để đi test. Thank you.
megapixel camera. Ba giờ như bình thường, đúng không? Chưa tới này tới rồi. Phải là nhiều càng nhiều chương trình. Tại vì do cái 1.1.4 này cài rất nhiều chương trình. Nó boot up rất là lâu. Cái application nó phải nạp trước. Cái này nó chặn nó nạp. Thôi, chắc là được rồi đó.